Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HPphotoshop.com. Ngày hôm nay thì là coi như có thể gọi là tròn 5 năm mình làm YouTube, cho nên là cũng nhân dịp cuối năm đi thì mình thay lời mình cảm ơn các bạn 5 năm vừa rồi đã theo dõi mình, đã follow mình, đã like những cái video mình post lên trên kênh YouTube này. Thì đang đẵng gần Tết thì mình sẽ làm một cái chương trình giveaway, đại khái là tặng quà đó. Mình có 101 phần lì xì cho anh em, có rất là nhiều món quà ở đây, 101 phần quà, anh em cứ chơi đi, không lẽ không trúng đúng không? Rồi, đầu tiên đó là mình sẽ có một con chuột của Acer Predator Cestus 310. Con này trị giá là 1.750 ở ngoài thị trường. Hai con nhé, mình có hai con này. Một cái SSD Seagate 256. Cái này thì ví dụ như là anh em nào xài máy tính bàn á thì anh em có thể lắp vô, hoặc là mua thêm cái box để xài rời cho laptop cũng được. Thì tốc độ truy xuất của nó cực kỳ nhanh luôn ha. Rồi, tiếp theo là mình có 5 cái thẻ nhớ SD của Sandisk Ultra 16GB nữa, và còn lại là khoảng 30 mấy nha, 33, 90 mấy cái thẻ cào 20.000, tượng trưng cho năm 2020 ha. Thì cái cách thức đơn giản thôi, anh em có thể lên trên fanpage của mình, có thể click vô cái link mình để ngay phía dưới phần description, phần mô tả, hoặc là cái phía dưới phần comment thì mình cũng để cái link để anh em qua đó tham gia nhé. Thì cái cách chơi rất là đơn giản thôi, anh em share bất kỳ một cái video nào, một cái link video nào ở trên YouTube của mình, share lên trên trên trang Facebook cá nhân của anh em, ở chế độ công khai nhé, và comment ở trong cái bài post ở bên Facebook của mình đó, một câu hỏi của anh em, và tag một người bạn. Thì đơn giản vậy thôi, nếu được thì anh em like và share cái bài viết đó giúp mình, để nhiều người cùng biết tới và tham gia hơn. Thì đơn giản là như vậy thôi. Thì khoảng ngày bao nhiêu nhỉ, ngày 22 tháng 1 lúc khoảng cỡ 8 giờ tối đi, thì mình sẽ livestream ở trên fanpage luôn. Trên fanpage thì mình sẽ bốc thăm những cái phần quà đó cho anh em. Thì đơn giản là như vậy thôi, một cái gọi là cái cuộc chơi vui cho anh em, thay lời cảm ơn của mình cho anh em, và đồng thời có thể đây là cái video tutorial cuối cùng của năm con gì đó mình không nhớ, con heo thì phải. Thì đại khái là không đi. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trong suốt thời gian vừa rồi, trong năm vừa rồi là một cái năm có thể gọi là phát triển rất là lớn của mình đối với kênh YouTube này, và mình hy vọng là ở trong năm tiếp theo thì mình cũng sẽ đạt được những thành tựu bằng hoặc cao hơn, mình hy vọng là cao hơn. Mình sẽ có nhiều cái chương trình mình thực hiện ở trong năm 2020, và hy vọng là anh em sẽ tiếp tục hỗ trợ mình, sẽ ủng hộ mình bằng nhiều cách kiểu thế. Cảm ơn anh em đã xem video này, và hy vọng là anh em sẽ cùng tham gia chương trình đó với mình và cùng trúng thưởng nhé. Ok, chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng và có nhiều cái may mắn. Bye bye.